Văn Hậu lên tiếng về lối đá quyết liệt. Đoàn Văn Hậu cho biết anh sẽ không thay đổi cách thi đấu để phục vụ cho thành tích của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình vẫn là chính mình. Tôi luôn cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo, với mục tiêu cùng câu lạc bộ và xa hơn là đội tuyển gặt hái thành tích tốt nhất. Tôi thi đấu hết mình vì tập thể, những thứ khác tôi không bận tâm. Đoàn Văn Hậu trả lời báo giới sau trận Hà Nội thắng Hà Tĩnh 2-0 tối 13 tháng 11. Ở vòng 25 trong trận cuối ở sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội giành thêm 3 điểm thuyết phục để đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng. Văn Hậu và đồng đội sớm khép lại mùa giải 2022 đầy khó khăn. Khi cầu thủ này chỉ mới bình phục chấn thương gần giữa mùa, đã liên tục bị chỉ trích vì lối đá quyết liệt. Trước những lời chê bai từ cộng đồng mạng, Văn Hậu vẫn tập trung thi đấu. Thực tế, sau 16 trận ra sân từ mùa đầu, hậu vệ quê Thái Bình chỉ phải nhận 3 thẻ vàng. Anh còn đóng góp 2 pha lập công vào thành tích 4-6 bàn của Hà Nội sau vòng 25. Tôi trải qua giai đoạn đầu mùa rất khó khăn khi mới trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, tôi vẫn đóng góp được cho câu lạc bộ Hà Nội để đội vô địch. Tôi hy vọng trong những tháng còn lại của năm 2022, tôi sẽ tập luyện và thi đấu tốt. Nếu được gọi lên tuyển quốc gia, tôi sẽ cùng huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội giành vị trí cao nhất ở AFF Cup năm nay, Văn Hậu cho biết. Chức vô địch V-League 2022 giúp câu lạc bộ Hà Nội có suất thẳng vào vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Văn Hậu cho biết anh hồi hộp và háo hức được thi đấu ở đấu trường châu lục. Được góp mặt ở sân chơi châu lục là niềm mơ ước của các cầu thủ. Đó là sân chơi lớn, là thước đo cho các cầu thủ. Tôi hy vọng ngày đó sẽ sớm đến, Văn Hậu cho hay. Đoàn Văn Hậu từng xuất ngoại sang Hà Lan sau Asian Cup 2019 nhưng không được thi đấu nhiều. Khi chưa kịp để lại dấu ấn, Văn Hậu gặp chấn thương khiến sự nghiệp bị gián đoạn phần nào. Chuyến đi châu Âu đầu tiên của Hậu là một thất bại. Vì vậy, khi được hỏi về khả năng xuất ngoại, Văn Hậu không muốn trả lời. Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng thì chia sẻ, việc xuất ngoại còn phải tùy. Ví dụ, không thể tự xuất ngoại mà phải có đội bóng nào đề nghị mới tính tiếp được. Còn bản thân tôi xác định sẽ tiếp tục tập trung cùng câu lạc bộ Hà Nội. Mùa tới chúng tôi sẽ đá AFC Champions League. Nguyễn Quang Hải, cầu thủ thành danh ở câu lạc bộ Hà Nội, hiện thi đấu ở Pháp cũng được nhắc đến trong ngày đăng quang của đội bóng thủ đô. Câu lạc bộ Hà Nội luôn tôn trọng Quang Hải và cảm ơn chân thành tới những đóng góp của cậu ấy. Hy vọng ở bên Pháp, Hải cảm thấy vui khi câu lạc bộ Hà Nội giành chức vô địch V-League mùa này, Hùng Dũng chia sẻ.